Hi there, xin chào bạn. Hôm nay lạnh quá. Too cold. Too cold. My gosh. So, welcome back. Destination B2, grammar and vocabulary. The present time. The hiện tại. Alright, đi. Oh, trời ơi. I'm sorry, I'm just wake up. Alright. Tiếp nha. Now, come on. Come on, come on. Can do it. D. Alright. Complete using words in the box. Complete nghĩa là những cái này incomplete. Bạn phải complete nó. Sử dụng những cái words in the box. That's it. Okay. Have you... cái này là dài. Have you dreamed of winning a lottery? Okay. So, có hai việc mà mình nói với bạn là bạn nên làm ấy. Ok, thứ nhất là có một cái hồi đấy, mình làm ở một khách sạn đấy. Hôm đấy là buổi tối rồi. Vậy là mình gặp một cái nhóm bạn người nghèo là người Hồng Kông ấy. Ôi, bọn nó nói tiếng Anh thì thôi rồi bạn ạ. Như kiểu là học sinh lớp 12 ấy. Ôi, ai cũng sáng sủa, đẹp trai đẹp gái, xong rồi nói tiếng Anh như gì, không có tiếng Trung Quốc nữa chứ. Thế mình có người, họ nhiều họ chơi trò chơi đấy, họ chơi một chơi kiểu hỏi đáp ấy. Thì một người sẽ đặt ra câu hỏi và cho một người sẽ trả lời cho người nhóm đó. Thì cái câu hỏi, cái game ở đây là đặt câu hỏi với Have you ever OK, done something. Bạn kiểu là hỏi là trong cuộc đời đã từng làm một việc gì đó mà đáng kể, đáng nhớ đấy. Thì cái trò chơi này là người hỏi ấy, thì hỏi những cái gì mà có thể là sấy nhất này, nhỏ nhất này hoặc là kỳ dị nhất đấy, để gây khó dễ cho người trả lời đấy. Nói thì nếu bạn cũng có một cái group học tiếng Anh đấy hoặc là nhóm bạn ấy, hãy hãy chơi cái trò chơi này. Have you đó thì cái người trả lời đấy sẽ bị sấy vào những kiểu là nỗi đau này hoặc là chuyện khó nói kiểu kiểu kiểu. Ok, ví dụ nhá. Have you, ví dụ trong trường hợp này luôn, have you ever dream of winning a lottery đấy, đúng không? Việc mà trúng số đấy là một chuyện không đơn giản đâu bạn, một niềm vui ghê gớm luôn. Hoặc là bạn có thể hỏi là Have you ever kissed a girl? Right. Bạn bao giờ hôn gái chưa? For example. Crazy. I'm sorry. Alright. That's the thing. Một cái nữa là trong rất nhiều bài hát đấy, kiểu bài hát đấy, họ họ lại have you kiểu hỏi kiểu này, have you ever kiểu kiểu đấy, hỏi về những cái chuyện mà kiểu là nỗi đau này hay là những cái thời gian khó khăn này hoặc là những kỷ niệm khó quên ấy. Đó, thì dùng bộ câu này thì trong bài hát và trong game. Ôi. Ok, trước khi làm được bài này thì bạn nên biết được từ những từ chúng ta already, before, ever, for, just, really, since, so, still, and yet. Bạn hãy chắc chắn rằng mình biết rõ những cái từ này thường được dùng khi nào, trong tình huống nào, phủ định hay khẳng định hay là câu hỏi hay tường thuật, nó để bạn có thể dễ dàng hơn làm được bài tập này. Câu 2. I haven't worked out how to set the dinner on the video. Ví dụ như trong trường này là phủ định negative thì bạn sẽ dùng cái nào đó. Ok, number 3, mùa 2, 1, 2 xong rồi nhé. Bây giờ number 3 này. My dad lived in the same house he was born. Ok, mình sẽ cho bạn nhé. Chúng ta có một cái timeline này, dòng thời gian ấy. Đó, thì đây là hiện tại này. Và đây là một thời điểm ở quá khứ này.
Thì hiện tại chính là my dad. Quá khứ chính là he was born. Đây, ông ấy sinh ra này và bây giờ là bố của tôi rồi. Và cái điều quan trọng là live in the same house. Sống cùng một cái ngôi nhà đấy, từ lớn đến nhỏ ấy. Đó thì bạn phải có một liên tưởng ở đây để chỉ cái lúc bắt đầu của khoảng thời gian đó, để chỉ ra được cái này. When he was born. See, I'm sorry. No, 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 I mean. Ok, hãy làm như vậy. Không phải như vậy đâu, nhưng mà wait for the film only been on. Ok. Yes. Cái này là viết tắt của has been. Phần thứ hai bạn nhé. Của đây. Để nói về một cái quãng thời gian đấy, thì bạn phải dùng cái giới từ này. Nó diễn tả giống như kiểu là how long ấy. Okay. Five. Bruce has knocked out, no, knocked three men out in the competition. Bạn biết Bruce là không? Theo mình nghĩ là anh này như là đang xem một cái trận bộ phim đấy, Bruce Lee đấy. Ở phương Tây đấy, người ta gọi người ta gọi Lý Tiểu Long là Bruce Lee. Như vậy mà khi nào mà họ nói đến Bruce Lee đấy thì hãy 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 hiểu là bạn họ đang nói về họ đang nói về một cái huyền thoại Trung Hoa. Lý Tiểu Long, tên của anh là Bruce Lee, tên tiếng Anh. Lee là Lý ấy. Bruce là tên tiếng Anh. Thì một giới từ sẽ được đặt ở đây. Cái này không biết là có trong bài học chưa, nhưng mà cái này trong hội thoại đấy hay rất rất hay sử dụng. Giống như mình hỏi này nhá. How are you today? À, giống như kiểu bạn đang buổi trưa đấy. Hoặc đang làm cái gì đó thì họ có thể hỏi mình là how are you, bạn đang thế nào rồi. Câu trả lời có thể là so far so good, cho đến lúc này thì rất là tốt. Đây chính là cái cụm đấy đấy bạn. Đây, here here I think bài này là giống như nó không đơn giản giống như be one destination đúng không ạ, nên là nó sẽ đòi hỏi hơn. So, có lẽ mình sẽ làm cho bạn câu sáu, mà sẽ hướng dẫn câu sáu xong nó 7, 8, 9, 10, bạn sẽ tự làm nhé. Ok, chúng ta có gì đây ạ? Get chance to get any exercise, I'm just too busy. Ok, mà mình sẽ hướng dẫn cho bạn nhé. Any exercise. Có nghĩa là có thể hiểu là not. Nó để sử dụng nhấn mạnh trong câu phủ định. Và cái bằng chứng hai là I'm too busy. Đây là nguyên nhân. Vì vậy, cái câu này bạn phải quyết định nó là câu dạng câu gì. Negative or positive. Ok. Và có một từ ở trong này nó thể hiện dạng đó. Ok, seven nhé. He's only okay này mình look cái này hơi khó hiểu. Mình không hiểu là người Mỹ họ sử dụng tiếng Anh như thế nào đấy, hay là tại vì mình khi mà nói tiếng Anh đấy mình cũng thấy rất là ít người nói theo cách như vậy đấy. Hoặc có thể cuốn sách này đã cũ rồi thì bây giờ là cái cách nói người ta đã thay đổi đấy. Nhưng mà mình thấy cái câu 7 này mình đã nghi ngờ và mình kiểm tra đáp án ấy thì đúng là như vậy, chẳng có lựa chọn nào khác cả. Và nó thể hiện một cái giống kiểu là
một sự lặp lại đấy, repetition, hoặc là một sự cách sử cũ đấy, old fashion đấy, thì bạn phải dùng cái phương pháp loại trừ để làm cái này. Ok, do it. It's 11 o'clock and taught. Thought. Okay. Hasn't come home. Where could he be? Đây là có đây một câu phủ định của hiện tại hoàn thành đấy. Present perfect. Simple. À, có một cái cách sử dụng của for của một cái từ mà nó thường thường cái chỗ này thường nói về một cái khoảng thời gian đấy, thì đây chúng ta có bằng chứng này, có thời gian rồi nhé, như vậy chắc chắn là nó sẽ ở đây. Never met tôi. What she likes. Ok, đây cần một từ nữa. Và đây cần một từ nữa. Thực ra những cái từ này chẳng chẳng có cái cách nào để giải thích lý do tại sao nó ở đó cả. Mà nó sẽ nhờ bạn đọc báo này, xem phim này, hoặc là đấy, xem những cái hội thoại đấy, hoặc phim đấy, hoặc là nghe nhạc này, thì bạn sẽ biết được nó. Bởi vì người ta sử dụng như vậy thì mình làm theo thôi. So, good luck to you. Ok, E nhá. Choose the correct answer. Choose the correct answer. Ok. Right. Ian. Đây, ok, gợi ý của mình đây. At the moment. Như vậy bạn đã biết về dùng khi nào chưa? Rất là dễ. À, nhớ Ian là tương đương với he, nên là he, nên là nếu có xuất hiện từ be ấy, thì be sẽ ở dạng như thế nào đó để đi với he. Ok, number two. To IP switch before. Chẳng biết IP switch là gì à? IP switch. Ok, whatever. Đây có thể là một địa danh ấy. Right. Ôi, đây này. Bạn thấy không? Rất là rõ ràng nhé. Bạn biết thì nào chưa? Nhưng mà ở đây nhỉ, mình có một cái giới từ này. Bạn phải dùng phương pháp loại trừ. Mình rất là ít khi thấy người ta sử dụng been đi với to ấy. Như vậy bạn hãy loại cái phương án C này đi. Bây giờ còn A, B and D. Thì bạn hãy suy nghĩ lại xem before nó thường dùng ở ở dạng nào, ở câu nào, thì chỉ có một đáp án thôi. And good luck to you nhé. Ok. Number 3. All the local newspaper and TV station to complain. Đây bạn ơi. All local newspaper and TV station. Nó giống như một sự lạc được kia vậy. Series of thing, a list of thing. Cái mà anh ta đã làm được, tức là I'm done with all paper and TV station. I'm done. Tôi đã làm hết rồi, tôi thử mọi cách rồi. Đó, hiểu chưa? Có một cái thì gì mà nói về những cái việc đó trong trong quá khứ đấy, cho đến thời điểm hiện tại. Ok, so. Nhưng mà nó là series of action hoặc là giống như kiểu là, that's it. Number four. TV for the last 4 hours.
Turn it off. Get some exercise. Okay. Đây. For the last 4 hours. Bạn có thấy ai làm một cái việc gì đó mà như kiểu liên tục 4 tiếng ấy? Xong đó một cái như kiểu bố mẹ hoặc là anh ấy bắt là turn it off and some exercise. Chỉ có một thì thôi. Nó diễn tả lại rồi nhưng mà nó sẽ nhấn mạnh vào cái việc mà like 4 hours, that's so long, 4 tiếng, trời ơi quá nhiều, quá dài. So you have to make the decision and good luck to you. Okay, number 5, Eric, hockey, competitive or just play for fun? Ah, just for fun. Alright. Thì bạn thấy tất cả các đáp án ở đây này, họ đều sử dụng như dưới. Chỉ có một đáp án khả thi thôi. And good luck to you. Number 6. That's the first time. Oh, bạn có nhớ cụm từ này được sử dụng ở đâu không ạ? Ok, bạn có câu trả lời rồi đấy. Jessica, Jessica, Jessica has... À, ok. Trong trường hợp này cũng vậy, đây là một câu tường thuật. Và chẳng có liên quan gì đến gì giờ tham cả. So, chỉ có một đáp án khả thi thôi. Dan, in the living room while we decorate his bedroom. À, ok. Thực ra đây là một câu trần thuật đấy, nhưng mà giống như kiểu nó kiểu là để làm cho cái câu trần thuật này, thực ra trần thuật là một việc đã xảy ra đúng không, nhưng mà để làm cho nó kiểu look lively and kiểu làm cho nó kiểu sống động hay gì ấy, thì người ta cứ để nó ở hiện tại ấy. Thì đây là một mẫu câu để nói về giống như một việc gì đó đang xảy ra ấy, và một cái khác chen ngang vào ấy, và làm gián đoạn nó ấy. Giống như cái ông đen đen này này, đen này, ông ấy đang sleeping đúng không? Thì chúng tôi đến để decorate the room thì đến làm trang trí phòng thì làm sao ngủ được nữa? Thì có phải nó đến để chen ngang phá vỡ giấc ngủ của mình không? Đấy, một việc đang diễn ra. Good luck to you nhé. Unfortunately, Simon. Ok. Bạn nhìn thấy chưa? Bạn thấy không trả lời chưa? Chết chết chết. Thực ra đây có 2 đáp án. Butcher. Bạn chỉ được. Bạn đã chọn một. Yeah. Number 10. Actually, I cup tea first thing every morning, but then I switch to coffee. Đây này, bạn ơi. Bạn không phải suy nghĩ nhiều, bạn cứ thấy hiểu every morning này là bạn đã hiểu phải làm gì rồi đấy. Ok, thực ra trong trường hợp này này, nó được bị phát sinh ấy, thì có một cái từ mà nó nhấn mạnh thêm cho cái từ actually này ở trong câu này. Từ hai cái câu này diễn tả sự nhấn mạnh I'm very, I do, I thực sự, tôi thực sự. Ok. Bài này hơi hay luôn. Khi mình đọc bài này, bạn này mình rất là thích thú ấy. F nhé. Complete using correct form of the words in the box. Alright. Đây, what's in the box này? Nhưng mà bạn phải sử dụng correct form, có nghĩa là nó có thể phải thay đổi. Cái form giống như là quá khứ hiện tại hay đối ứng hay gì gì ấy. Alright. So we have a this ancient aviators. Ok, kiểu những cái aviator không phải là aviator, là những cái chuyên gia hàng không ấy, cổ đại.
Bởi vì aviation là chuyên nói chung chung là ngành hàng không ấy. Aviator là những người làm phải việc trong đó. Chẳng cụ thể phải là phi công hay là hoa tiêu hay là giám sát bay đấy. Ok, so. Thử nhé. B này, disagree này, do include, no, look, see, seem, understand. Hãy chắc chắn rằng bạn hiểu cách sử dụng của mấy cái từ này. Cách sử dụng nó là khi nào thì bạn sẽ làm được. Everyone, humans have been flying for only a few hundred years. Câu này nói về một cái sự thật này. Đấy, mặc dù là nó như này nhưng mà kệ nó. Họ chỉ đang nói về một sự thật thôi. Cái này đòi hỏi bạn phải có kiến thức về từ vựng này. But đây là một câu hỏi bạn nhé. Hãy cẩn thận, đây là một câu hỏi. Number two là một câu hỏi. Chúng ta có chủ ngữ này. Vậy cái gì phải đào lên để đào lên trước chủ ngữ để tạo thành một câu hỏi? Ok. Và trong trường hợp này, cái mẫu câu này này, possible. Possible là một giống như là bồ ngữ ấy. Bồ ngữ. Nó không phải là động từ đâu nha. Nó là bồ ngữ. Bạn còn nhớ mình đã nói cái mẫu câu rất phổ biến và thông dụng không ạ? À, chủ ngữ này, linking verb và bồ ngữ. Ok. Thì linking verb ở đây chính là trợ động từ. Cái trợ động từ này đặc biệt hơn một chút, đó chính là nó còn đóng vai trò là linking verb nữa. Good luck to you. Ok, bạn hãy cẩn thận. Thứ nhất là sẽ xem nó ở thì gì này. Và nó ở dạng gì. And that's it. Alright. In the Nazcan desert in southern Peru, there are hundreds of lines which an ancient culture drew in the dust on the ground. They just Ok. Đây mình gợi ý cho bạn luôn. Có một cái từ lúc nào cũng đi với kiểu like ấy. So, ok. Đó đấy. Hãy tìm một từ mà ghép đôi với từ like đấy là ra vấn đề. Và câu này nó nói về một cái sự thật đấy. That's it. Facts. But when you for them from the air. À, when you them from the đây là một động từ thể hiện một cái nó kiểu là một cái giác quan đấy, sử dụng một giác quan. Yeah, ok. Cũng đơn giản bình thường thôi. Thì của nó thì cũng đơn giản bình thường thôi. You. À, ok. Cái này là một cái gì ở giống như kiểu là suy nghĩ đấy, một giác quan, một suy nghĩ về một vấn đề đấy. Ok. They are incredible and enormous picture. Ok. Picture. Ok. Đấy, một cái verb ở đây đấy mà đi sau nó là một cái sự liệt kê gì đó. Ok. Tiếp nhé. One bizarre theory which most mainstream có một từ nhé mà nó đi với with nó thể hiện cái quan điểm đấy. That the people who made the lines thousands and thousands of years ago flew above the lines in a balloons. Oh my god, it's crazy. It's câu này cũng vậy, câu này cũng thể hiện một cái cảm xúc. Thì bạn phải tìm một cái verb ấy thể hiện cảm xúc. Ở trong bài học có một cái list như vậy đấy. But few people
People, mình đã để nói nguyên câu này cho bạn xem nó có liêu nhé. People believe it's possible. Thực ra a few này, a few tức là mặc dù rất là nhiều người thì như thế này đấy, nhưng mà vẫn có một số người thì như thế kia. Bản thân câu này thì nó đã có ý nghĩa rồi, chẳng cần thêm thắt cái gì cả. Cái sự thêm vào chỉ là nhấn mạnh thôi. Ok, xong vấn đề. Bạn cần một sự nhấn mạnh nhẹ nhẹ ở đây. Nhưng mà Okay. G. Much to make sentences. Okay. Much, much là phải much với lại mấy cái number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Much to A, B, C, D, E, F, G, 8. Matching. Okay. So, listen. Gợi ý nhá cho bạn. I think, yeah. Thì thường đấy, đằng sau I think đấy, nó là một cái mệnh đề ấy, tức là sau đó có cái cả chủ ngữ động từ đó. Ok, bọn mình chọn một cái trong này, chỉ có một cái thôi. Two, I'm thinking, đằng sau I'm thinking này này, nó là một giống kiểu là một cái cụm từ đấy, thường nó sẽ thinking sẽ đi với một cái giới từ. Giống như sau đó là một cái ý tưởng ấy. Number 3. Ok, 1, 2 nha. Feel looking. Ok. Looking. Thực ra gợi ý cho bạn nhé. Looking này này nó sẽ đi với một giới từ khác, nhưng mà ý nghĩa của nó lại không phải thực sự là đơn giản là chỉ nhìn bằng mắt thôi đâu. That's it. Và nó yeah, tiếp diễn ấy. Feel, looks. À, cái này thì là bạn còn nhớ những gì mình nói về sự ghép đôi của một từ nào đó với từ này không? Nó luôn luôn nhau như là hai anh em vậy. Brother and sister. Ok, number 5. Claire has. Đây là một cái sử dụng với của has đấy, không phải là hoàn thành đâu, mà là kiểu là sử dụng một cái service đấy, đến một cái chỗ mà professional để thực hiện một cái service đấy. Đấy, kiểu kiểu như thế. Ok, Claire is having hiện tại tiếp diễn. Đây cũng vậy, đây cũng thế bạn ạ. Ồ. Oh, I'm sorry. Đây và hiện tại tiếp diễn này. Như vậy bạn phải tìm một cái nửa bên kia đấy, nó có thể hiện tiếp diễn là được một cái cụm nào đó. Còn cái number 5 này này là nó miêu tả ấy. Miêu tả một đặc điểm của một người nào đó đấy. Number 7 nhé. Andy is Andy. Và 8. Hai cái câu này giống như bạn phải quyết định đấy. Nói chung là cũng nó sẽ có một sự lựa chọn có lý hơn. Good luck to you nhé. Oh my gosh, number 8. Find the extra word in each line. À ok. Mỗi trong cái đoạn này đấy, mỗi cái line này nó có một cái extra word, tức là bạn phải tìm ra và vứt vứt nó đi và bỏ nó đi đấy, bởi vì nó không cần thiết ở đó. Thêm vào đó là nó thành không không giải quyết được vấn đề gì. Tìm ra nó và viết vào đây. International friends. Thử nhé. I've been bạn thấy không? Vừa đọc phát đã thấy thấy luôn được vấn đề rồi. Một sự bất thường.
Traveling around Europe all summer is the first time I've ever been going abroad. I've had a fantastic time. Going abroad. Ở đây có một cái thừa đấy, đó là cách sử dụng của một từ nào đó trong một câu nhất định ấy. Ở hiện tại này bạn phải tìm nó ra nó từ đó. Đó là number two, number three. Lots of interesting places and I have đó, thấy chưa, thấy chưa? Hiện tại hoàn thành một từ nào đó bị thừa ra. Also met lots of new friends before. I've been decided to stay in touch with them now. I'm back. I've been decided. Ok. Bạn thấy sự thừa nào đó chưa ạ? Number 4 này. Mà khi bạn bỏ nó ra đấy, câu vẫn mới thực sự là bình thường. Ok, những cái mà cầm lại bạn thử tự làm nhé. Mình sẽ giảm sự can thiệp ở cái bài này để cho bạn tự tìm hiểu ấy, để thấy mọi chuyện có lý hơn. Ok. Next là cái gì đây? Write one word in each gap. Whoa, bài này mới ghê chứ. Viết một từ vào mỗi cái gap. You've looking at the timetable for last 10 minutes. Đây, bạn thấy cái này chưa? Bạn biết thì nào chưa? Cái này là viết tắt của have này. Cái này là verb in này. Chỉ còn thiếu một từ nữa thôi. Mẫu câu có rồi. It can't be that confusing, said Sheila angrily. Number two. Câu này để nguyên đấy, vẫn có nghĩa. Nhưng mà bạn phải thêm một sự nhấn mạnh nhẹ nhẹ vào chỗ này. Cái cụm này nó thể hiện một triệu chứng. Có một mẫu câu để miêu tả điều này, cấu trúc với have và gì đó. Thanks to you, replied Matt. Mom, Dad, please, said Allison. You both. Cái number 4 này, cái ý nghĩa của nó ấy là để miêu tả như kiểu behave đấy, cư xử ấy. Giống như vậy. Bạn phải quen với nó thì bạn sẽ nhận ra ngay lập tức. Còn nếu chưa quen đấy thì phải thử một phen. Ok. Number 5 cũng vậy. Đây là một mẫu câu. Mẫu câu với một cái chủ ngữ rất đặc biệt. Chủ ngữ ở đây á, bạn thường nghe nói như là chủ ngữ giả ấy. Thực ra point at all, blame each other. Đây đến đây rồi nha. That's not going to help us find out what time the next train to Budapest is due to leave. Okay. Xích này. You're quite right, darling. Sorry. Mỗi câu này rất thường thấy đúng không ạ? Bạn nhìn thấy không? Quite right. Chủ ngữ này. Chủ ngữ linking verb và complement. Câu này cũng vậy. Chủ ngữ linking verb và complement. Cái điều đang nói ở đây chính là bạn có nhìn thấy nó ở trong cái ngoặc đơn này không? Nó chính là cái như gọi là
miêu tả trực tiếp ấy. Trực tiếp luôn luôn khác với gián tiếp, bởi vì giống như cái điều mà người ta suy nghĩ ra đấy thì đơn giản là suy nghĩ của họ thôi, và nó là ở lúc đó. That's it. Me too, mumbled Matt. Now let's have another look at this timetable. Well, đó, bạn phải tìm một người bạn cho like. We definitely miss. Ok, cái này nữa. Chúng ta có phần thứ hai rồi và chúng ta còn thiếu cái gì đó này. Today. That was 1820. We just missed. Wasn't it? I để thực hiện được cái sự đồng tình đấy, hoặc là một cái sự 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 lo ngại đấy, thì đó chính là cái ý của câu này. Bạn phải tìm ra từ đó ở đây. Said shall I mean? It did live at 820. No, I mean 1820. Whether it's actually going to Budapest or not is another question. Well, one thing is. Okay. Đây là một cái mẫu câu đấy. Nó thể hiện một cái sự chắc chắn. Một cái quan điểm đấy, một cái mà người ta dám chắc về đấy. Thì nó sẽ là một câu này. Thì in doubt, bản chất của nó là không dám chắc rồi. Nhưng mà người ta sử dụng cái thuật người ta gọi là phủ định của phủ định đấy, thì sẽ ra là khẳng định, và có khi nó còn mạnh mẽ hơn đấy. Nên là bạn có phủ định và bạn thêm một phủ định nữa thì sẽ là một cái khẳng định. Nghệ thuật chơi chữ của người nước nước ngoài, của tiếng Anh. I mean, what's that? Ashella and Allison together? This is worth holiday weave. Đó, để thể hiện một cái kinh nghiệm như kiểu là như kiểu. Give me a second. Đợi đợi mình một lát nha. Mình có một cái vấn đề này. Mình phải xem lại một cái ở đây. Ok. I'm done. Mình xong rồi. Yeah, 12. Mình có một chút nghi ngờ nhưng mà bây giờ nó đã có vẻ như sáng tỏ ra một chút. Có một cái từ rất là hay đi với một cái mẫu câu là khi mà họ diễn tả ấy. We've been on. Bạn phải tìm ra từ đó. Yeah. Next year, we go on. Going to try something far less adventurous. Agree, said Sheila and Allison. Okay. Bài sau cùng nhé. Sau cái bài này mình phải đi nấu cơm rồi. J. Complete a second sentence using word given so that it's similar meaning to the first sentence. Write between 2 and 5 words in each gap. Alright. Viết lại câu sử dụng từ ý cái mà cái bôi này, giới hạn này 2 đến 5 từ nha. That's it. Okay, what's the price of the ticket, Jimmy? Oh yeah, wow. Thì chúng ta dùng như kiểu là how much đấy, bao nhiêu. Bạn hãy nhớ cái thứ tự thành lập của câu hỏi là ra vấn đề. Mình xem cái bài này còn chữ lý không. À đây, number 2 có một chữ lý nhé.
cái từ to này, thực ra bản thân nó ấy, chẳng nói ra điều gì cả, nó cần một cái động từ đấy để thể hiện sự sở hữu. Bạn phải tìm ra từ đó thì bạn mới làm được câu này. Three. Like. Nó bằng với khi vậy. Thì bạn chỉ cần ok. Nhưng trong trường hợp này đấy, khi là tính từ còn like là động từ đấy, nên là sẽ chẳng có cả gọi là linking verb ở đây cả. Bạn không cần linking verb. Bạn chỉ cần một chữ động từ thôi. Four. It's only her second time in a recording studio. Oh, bạn thấy bên chưa? Bạn biết phải làm gì rồi đấy. We got here there 3 hours ago. Oh. Half. Here. Bạn cần có to be nữa, sau half. Nhưng dạng nó phải là gì? So, number 6. I started writing this hours ago. Still not right. Oh, yeah. Bạn nhìn thấy cái này rồi. Chắc phải đổi một cái thì khác đấy. Bạn nhìn thấy hiện tại chưa? Như vậy là anh ta đã bắt đầu làm một cái gì đó, hoặc là chị ấy đang làm, nhưng mà xong cái khoảng thời gian khá dài ấy, nhưng mà nó vẫn chưa làm được ấy. Và khả năng là vẫn phải làm tiếp. Ok, bạn biết thì gì chưa? Đây, gợi ý của nó là đây, writing. Bạn có verb in rồi đấy. 7. This is my first experience of flying alone. This is my first time. Ok. Đây, first time ở đây rồi. Bạn còn thiếu nguyên một cái mệnh đề nữa. Cái cụm này hay được sử dụng ở trong thì gì? Mẫu câu nào? Bạn phải tự quyết định. Number 8. Sharing in the bath at a moment. Ok, at a moment thì rõ rồi đúng không? Thì gì bạn thì rõ rồi. Nhưng mà vấn đề là người ta để một cái ơ này. Thực ra có một cụm từ đấy để thể hiện một cái hành động in the bath ấy. Trước đó là một động từ, sau đó là một từ nữa. Did you, at the moment. 9. Paul enjoys surprise apart from on his holiday. Câu này, yeah, I mean, nó bảo là viết lại để cho nó có ý nghĩa giống như vậy đấy, nhưng mà mình thấy cái câu sau đấy nó còn thay đổi một chút chút đấy. Nên là đôi khi mình cảm thấy là nó không hoàn toàn giống đâu, mà là bạn chỉ phải thích nghi với yêu cầu của họ. Bởi vì rõ ràng là Paul enjoy surprise apart from on his birthday, nó rất là khác với Paul does enjoy surprise. Ok, đây là sự nhấn mạnh bạn nhé. Nhấn mạnh, bạn chỉ cần làm như được hướng dẫn đấy. Trên bài học làm thế nào để nhấn mạnh một cái gì đó trong thì hiện tại đấy. Là xong. Lần sau chúng ta học về vocabulary. Chúng ta học về cái gì đây nhỉ? Travel and transport. Đúng chủ đề mình thích. Ok, hẹn gặp lại bạn nhé. Have a good day.